Shop Tân Ánh kính chào toàn thể các bạn nhé. Thì bên em chuyên cung cấp những cái đồ chơi công nghệ, đồ chơi PTP và một số đồ loa bẫy chim này và vật tư ngày ong cho anh em. Đấy, và quần áo bắt ong rừng nhé. Thì bên em cũng có khá nhiều clip về bơm máy có áp rồi. Thì hôm nay em cập nhật hàng hóa cho anh em thôi. Thì bơm máy bên em về rất là nhiều nhé, về rất là nhiều phục vụ anh em rồi. Thì mời anh em đón xem chi tiết nhé. Đây nhé. Em sẽ bóc test ra một cái giới thiệu chi tiết cho các bác luôn nhá. Đây, em sẽ bóc ra luôn. Cho các bác xem luôn. Đây một cái bơm mới bên em mới về hôm qua thôi nhá. Về rất nhiều nhá. Đây, em đập hộp một cái bơm mới luôn cho anh em. Thì nói chung là bơm thông xin này thì biết là lượt lô này về nó có đốt thay đổi gì không. Đây, nhá, em đã mở ra rồi. Đây nhá, một cái tờ giấy hướng dẫn sử dụng này. Đấy. Và trong này nó sẽ có một cái gói sim nhá, gói sim này rất là quan trọng nhá anh em nhá. Gói sim này rất là quan trọng luôn. Cực kỳ quan trọng luôn, bởi vì cái phụ kiện thay thế của dòng sim này nó cực kỳ là hiếm. Đấy, nhưng mà nó là dòng chính hãng mà. Nhá, anh em thì sử dụng thì cứ yên tâm nhá. Đấy nhá. Đây. Là một đi theo là một gói bông lọc ẩm này. Đấy, một gói bông lọc ẩm nhá. Đây thì em sẽ bóc ra luôn. Đây nhá, thì có dây điện này và máy hút nước nha anh em nhá, máy làm mát đấy. Và đây đồng hồ, đây là dây bơm nhá. Nói chung là cái lô lượng này về nó cũng chẳng khác nhau là bao nhiêu đâu ạ nhá. Thì đây đồng hồ đo nhiệt độ này, đồng hồ đo nhiệt độ này, đồng hồ đo áp này nhé. Đo áp thì nó sẽ là 40 mpa, tương đương với 400 khí nhé các bác nhé. Đấy, thì nói chung là về bằng bơm này thì là anh em mà nó đã mà một bơm hoàn thiện rồi, đã lắp hết tất cả rồi nha anh em nhé. Thì là cũng có dây nước nhé. Thì đây là nguồn nước ra này. Đấy, đây là cái trên là nguồn nước vào, cái dưới này là nguồn nước vào, trên là nguồn nước ra nhé anh em nhé. Đấy, thì đây ở trên thân máy sẽ là có giữ như là xin dòng xin nhá, máy màu cam. Thì phiên bản chính hãng này nhá, thì bên em là đang cung cấp cho anh em là hơn 4 triệu thôi nhá. Đang làm báo cáo công khai luôn là 4.200.000 là đã bao gồm cái phí vận chuyển cho anh em rồi nhá. Đấy nhá. Đấy, như các bác có thể thấy nhá. Thì với mẫu bơm này thì từ trước đến giờ bên em là luôn có cái quy tắc là các bác mua bơm máy là phải đặt cọc trước 1-200 để mình lấy cái trách nhiệm nhận hàng nhá. Thì bên em là tránh cái trường hợp anh em hàng gửi đi mà đến nơi anh em không nhận nhá, thì các bác vui lòng cọc cho bên em là 100-200 thôi để mình lấy cái trách nhiệm nhận hàng nhá. Nên các bác vui lòng thông cảm nhá, bởi vì cái chi phí gửi bơm máy này nó rất là cao, nó tận 100 mấy cơ nhá, các bác thông cảm giúp em nhá. Đấy, thì nó về luôn thì là những cái phần bơm này nhá, về cực kỳ nhờ cho anh em luôn. 4.200.000 là bao ship rồi nhá anh em nhá. Anh em cứ nhấc máy lên alo bên em sẽ gửi hàng cho anh em luôn trong cái mùa dịch bệnh như này nhá. Đấy, thì gửi hàng mùa dịch bệnh này bên em sẽ vẫn gửi như bình thường. Còn cái những cái khu vực của các bác nào mà đang trong cái diện gọi là cái khu cách ly mà không nhận được hàng thì các bác vui lòng đợi một vài bữa nữa thì để cho nó lắng xuống thì các bác đang gọi điện bên em để đặt hàng nhá. Thì đây, thì một điều nữa các bác, khi các bác mới dùng bơm máy đấy, các bác lưu ý nhá, thì là ở bên trong này nó cũng có một cái gói nhá. Đây cũng có một cái gói như này, thì ở đây là cái đầu thoát gió nhá anh em nhá, đầu thoát gió và một cái lục nhá. Đầu thoát gió thì khi bơm mới về thì em sẽ gửi cho các bác là mới luôn. Các bác về các bác sử dụng, các bác tháo này ra nhá, tháo cái đầu ở cái lắp nhớt này ra nhá. Thì để trong quá trình bác sử dụng các bác bơm thì là cái tay biên nó quay, thì ở trong cái khoang này nó sẽ chứa khí nhá, chứa hơi. Đấy, thì các bác lắp cái này vào thì để nó thông hơi ra, thì để nó không bị bí hơi ở cái này, không bị bí hơi ở cái khoang là chứa nhớt này nhá. Thì nên em cũng là có rất là nhiều trường hợp rồi, anh em mua bơm mới về anh em không để ý nhá, anh em không để ý thì các anh em bơm là nó bị chứa gió quá nhiều thì là nó dẫn đến là lổ cái lắp nhớt này nhá, anh em lưu ý nhá.
đấy. Thì về chỉ cần về thao tác của anh em theo dõi kỹ video và cái cách sử dụng của nó nhá. Đấy thì về phần cái này là nó cũng có nhớt sẵn rồi nhá, các bác chỉ về các bác sử dụng luôn thôi nhá, có nhớt sẵn rồi nhá. Còn các bác muốn thay thế thì các bác dùng dầu xe ga nhá, dùng dầu xe ga là các bác thay thôi. Nói chung là tùy do anh em sử dụng thôi nhá, thì khoảng tầm từ các bác bơm nhiều thì khoảng tầm 4 tháng các bác tầm độ 3 tháng các bác thay nhớt một lần đấy nhá, các bác thay nhớt một lần rồi. Thì mọi thông tin liên hệ thì các bác cứ gọi được số điện thoại mà em ghi trên màn hình để gặp anh em trong tổ tư vấn bán hàng, tư vấn nhiệt tình đến các bác nhá. Rồi cảm ơn các bác đã xem hết clip của em, hẹn gặp lại các bác trong những cái clip video clip sau của em nhé. Rồi xin chào.